Chào mọi người, hôm nay mình có mấy cái cân như thế này để bán cho mọi người. Đây, cân cầu tay. Cân cầu tay chờ máy. Cân lưu. Cân rút. Cân hai khúc. Hai khúc. Đây. Cái đầu tiên nha mọi người. Cái này thì nặng 200 gram. 200 gram. Đọt của nó đây. Rồi đây. Đọt 2.4. Đây, đọt 2.4. Đây như thế này nha mọi người. Khúc, 2 khúc, 3 khúc. Cái này thì con khá là mới. Độ mới của nó khoảng 70% á. Đây, quần nhờ này. Đây, đây. Đây, đọt của nó nhá. Cái này xải ra thì dài 3 mét, thu lại dài 1m8. Khuyên thì nó có 3 khuyên, bọc nhựa ở trong là đá sứ, đá trắng, sứ trắng. Mà cái khuyên cuối cùng này bị mất đá rồi này. Đây, khuyên cái bị mất đá rồi nhá. Đầu bú thì còn nguyên. Mình nhắc lại nhá, cái này đầu cứng á. À không, cái đọt á là 2.4. Nặng 200 g. Độ dài á 3 m. Thu vào là 1.8. Cái này cái số 1. Cái số 1. Cái này mình bán 200 nha mọi người. 200. Cái này bán Fuji nha mọi người. Fuji F6. Rồi, một cái cần rút. Đây, một cái cần rút. Cái này thu vào thì 1m6, dài 1m6. Vươn ra 54. Vươn ra 54. Cái này nặng 340 g. Đây, đọt của nó này. Đọt này. Đọt dẻo nha mọi người. Yeah. Xem đọt nè. Đọt 2.1. Đâu có 1.7 nha. Đọt 1.7 nha mọi người. Đây, cặp đốt ở phía trong đây. Một đốt, 2 3 4 5 6 đốt. Ở phía trong á, ở ngoài thì hơi trầy xước, nhưng ở phía trong thì còn khá là mới nha mọi người. Đây. Cái này thì nó bị mất cái nút ở phía dưới này rồi. Mất cái nút ở phía dưới này rồi, mình đang cuộn bằng kéo ở đây. Mọi người về kiếm cái nút khác thay vào nhé. Cái này cái số 2. Cái số 2. Cái này mình bán 208 nha mọi người. 208. Rồi. Tiếp tới một cái cân giả trúc. Cân giả trúc cái này 36. 36 nhá. Thu vào là 1m4. Nặng thì nặng 120 g. Để mình xem đọt này. Đọt dẹo này.
đọt ở phía trên cùng. Không chấm bảy ơi nha. 0.8, 0.7 á. Đây. Thế trong một khúc. Hai khúc. 3 4 khúc cả thải nha mọi người. Đó, 4 khúc cả thải 36. Đây. Cái này cái số 3. Số 3 này mình bán 200 nha mọi người. Đây là quần nhớ đó nha. Rồi, số 4 là một cái cần 2 khúc. Nó còn cái vỏ bọc đây. Đây, hiệu của nó đây. Nó hơi mơ chút. Đây rồi, bị chói. Ở đây thì bị trầy xước này. Bạt bạt vằn nha mọi người. Đây, bạt vằn. Khuyến thì khuyến đá xám. Khuyến đá xám. Cái này dài 1m9. Dài 1m9. Đây, cần 2 khúc. 2, 4, 5. 2m1 nha mọi người. Nhâm. Cần này dài 2m1. Khuyến nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 khuyến bao gồm cả đầu buông. Đây. Khuyến cuối cùng, khuyến cái, khuyến lớn. Khuyến lớn nha. Tất cả đều là khuyến đá xám nha mọi người. Đây. Giờ đây là kiểu như gỗ giả sộp á. Gỗ. Không, gỗ mà gỗ gỗ nhẹ, gỗ mềm. Đọt này. Đây. Đọt 1.8 nha. Rồi, cái này cái số 4. Cái số 4 này mình bán 290 nha mọi người. 290.000 cái số 4. Rồi, cái số 5 cũng là một cái 2 khúc. Đây. Đây, bạt ra bạt vặn. Ok.
phần nhé. Đây phần trên ngọn. Đây phần ngọn á, phần ngọn thì được làm bằng carbon nha mọi người. Đây. Độc quyến đá xám. Đó, mình giới thiệu rất là kỹ nha mọi người. Đây. Phần ngọn được làm bằng carbon. Khuyên đá xám. Chỉ có cái khuyên cái á thì nó mất đá phía trong đây này. Khuyên cái nó mất đá ở phía trong mất rồi. Đọt này đọt 1:8. Đọt 1:8. 21 đọt 1:8. Đọt. Đọt cứng. Rồi ok. Cái này cái số 5. Cái số 5 này mình bán 230 nha mọi người. 240 đi. Bị mất kia khuyến đá đấy nha, mọi người thấy thôi. Rồi. Bỏ cái cân 2 khúc. Cân này thì nặng 320 g. Dài 2 m. Một độ là 1,8 m. Đây, đọt này. Đọt 4:1 nha mọi người. Đây. Cân rất là cứng. 3 tờ bạch vàng. Bạch vàng này. Đây, cán này cần gỗ. Ok. Khuyên thì có 1 khuyên, 2 khuyên, 3 khuyên, 4 khuyên, 5 khuyên. 5 khuyên đã trắng, nhưng mà hai cái khuyên này, một khuyên này, hai khuyên này bị gãy mất rồi. Đây, về mọi người thấy nha. À, khuyên này cũng gãy nữa rồi này. Mọi người về thấy này. 3 khuyên bị gãy. Còn là hai khuyên, một khuyên với một đầu bu, còn đá thôi nhá. Rồi. Cái cân này là cân số 6. Số 6. Đây. Số 6 này thì mình bán 307. Đây, mọi người về thái khuyến nhá. Rồi, một cái carbon khác. Hai khúc. À, cái này phải carbon, nhầm. Đọt 2 ly. Cái này dài 1,8 m nha mọi người. 1,8 m. Đây, bạc vàng Fuji.
vân vân. Tay cầm ở dưới. Khuyến thì có một khuyến này, hai khuyến, ba khuyến, bốn, năm, sáu, sáu khuyến bao gồm cả đầu bú. Rồi, ok. Cái này thu về là hai đột như thế này là 95 cm nha mọi người, 95 cm. Cái số 7. Cái số 7 này mình bán 250 nhá. 250. Rồi, số 8 là một cây cần rút. Đọt 1:9. 1:9 nha mọi người. Đây. Khuyên này khuyên sắt. 1 2 3 4 5 5 khuyên sắt. Đây, bán thì bật bắn. Cái này thì khá là nhẹ, có 100 g à. Dài thì dài 1,6. Rồi, dài 1,6. Đây. Cái này cái số 8. Số 8 này mình bán 160 nhá. Cái này bỏ cục xe vô tư. Cái này thu về có 42 phấn thôi nha mọi người, 42 cm thôi nhá. Cái gì nữa đây, cái cần rút này. Đây. Cái này của Hàn Quốc. Bốn mét rưỡi. Năm khúc. Đây, cần này con khá là đẹp. Cần này con phải bao nhiêu ta? 70% á mọi người. Cái này còn khoảng 70% á. Đây, đọt của nó này. Đọt 0.8 ly nha mọi người. 0.8. Đây, đọt 0.8. Đây. Đột này được làm bằng carbon này mọi người. Đây. Độ này cũng là carbon nhé. Đây, độ này cũng carbon. Đây. Carbon này. Một chuẩn. Một khuyên, hai khuyên, ba khuyên, bốn, năm, sáu, bảy, tám,
đây carbon này, người ta cuộn cửa ở đây này, không cái nó hơi cuốn kiểu nó như vậy à. Đây một cái cân carbon nữa, bạn ra bật trượt. Fuji F6. Đây. Cái này thì nặng 200 g. Ồ. Cái đầu bu nó bị gãy rồi, đầu đọt nó bị gãy rồi. Đầu đọt nó bị gãy rồi nha mọi người. Gãy cái khuyến đầu đọt mất rồi. Gãy cái đầu bú mất rồi, chắc nó gãy sẵn đâu rồi, gãy đó nha mọi người, gãy cái đầu đọt này rồi này. Rồi ok, cái này mình bạn giải hiệu nghị cho ai về làm lại cái đầu đọt. Cái số 9, cái số 9 này mình bạn 450 nha mọi người, 450. Đây, giá rất là hiệu nghị nhá. Rồi, cái nữa. À. Đây có một cặp cân. Một cặp cân nha mọi người. Một cặp. Một cặp cân 36. Kiểu bô bị chở nhau đi cấu á. Đây. Một cặp cân 36 1.26008 36 2014 6008 Yawara. Một thương hiệu Nhật nha mọi người, nội địa Nhật. Mình xem cân này trong này có gì nè. Đọt 1 ly. Cái này rất là mới luôn. Nó đang mà đóng vỏ bọc nên rất là mới. Rất là mới nha mọi người. Mới gần như 90% hơn á. Đây, nó mới gần như 90% hơn á. Dài 36. Dài 36, thu về 1 mét. Một cặp cân. Dài 36, thu về 1 mét. Một cây này. Rất là mới nha. Cây thứ hai này. Đọt bao nhiêu? Mới một tí cũng vậy, rất là mới, không có trầy sửa con. Một cặp cân đẹp kinh khủng luôn đấy, 36 hình nhá, thu về 1 mét, rất là mới, không có trầy sửa gì hết. Đây một cặp cân này, một cặp cân rất là đẹp. Đây là thương hiệu nội địa Nhật. Mình thấy nó ghi xuất xứ ở đâu. Đây à, cái này rất là mới. Mới trên 90% á. Đây, mình sẽ bán nguyên cặp này nha. Nguyên cặp này nha. Nguyên cặp này á, mình sẽ bán với giá 800, cặp số 10. 800. Nguyên cặp nha mọi người. Cặp này có giá trị siêu tầm luôn á, đẹp kinh khủng. Mới đẹp. Rồi, cảm ơn mọi người. Ai mua hàng thì liên hệ với mình là 0916 5555599. Cảm ơn mọi người nhiều.